thì thấy thất tình, đồng cảnh ngộ nhảy vô cà kỳ á. Cà kỳ rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau á thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều, giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ hơn. May quá. Anh ấy đã biết cô gái. Đã quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn như ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương, em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi. Em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa, em ơi, em đứng đó em coi gì em? Em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái là em coi. Với lại em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Là nguyên đội nữ hả? Dạ, nguyên đội nữ. Mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn vậy. Chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra ngoài mà. Mà sao được em? Sao được em? Tại nữ đá nhau sao mà... Thiếu người anh. Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ, mượn thường xuyên. Mượn bữa rồi. Khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ. Kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á. Không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý, mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì nên em nhờ mới vô. Dạ. Vô làm liền đó, là xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến mến thích trên thì hẹn bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc. Mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi, lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà kỳ với nhau. Mới đầu là cà kỳ với nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà kỳ á. Cà kỳ rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ hơn. May quá. Anh ấy đã biết cô gái. Đã biết quen đó phải không? Dạ. Anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn như ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không?
gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương, để em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cho bả nhắn lại, ông này bị điên hay sao, nó chặn số điện thoại em luôn, nó chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ luôn. Không, không, dạ. Trường Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm có nghĩa là em gợi ý muốn cưới cổ mấy lần? Em như là đếm nổi không, 3 lần hay gì á? 3 lần. Lý do em sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi, gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Ừ. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ khoảng cách. Không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá. Cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nói chuyện. Tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng. Thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Rồi, nhưng mà cũng không được. Tụi em phải 3 tháng sau. Giữ vậy chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm vậy. Em cũng mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông ra. Còn mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok không? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em bị la. Bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm gì á? Đang vỗ tay. Đây là vỗ tay đang la. Đúng không? Đó, chuyện sau em hoài. Coi như là được à. Được nhiêu ta? Được mấy tháng? Dạ. Vậy đâu có thấy tật xấu đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Dạ. Anh thấy Phong hiện cũng chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết. Ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm, đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim. Dạ. Ví dụ như mẹ mẹ con cân hàng con lên thời thai mà ngồi em tâm sự. Anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy. Còn ảnh thì vẫn cứ coi xàm. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Là tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó đúng không? Trời ảo à chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt không dám giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Tôi em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu.
đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi, nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em, nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Và em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Thống khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn em quá. Giờ em bóc lại. Dồn vô, bước đường cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì bả nói một lèo xong tới lượt em bả chặn, em đâu được quyền nhắn, chặn hết chặn luôn. Chặn tin chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật. Các chị phải học quá. Không làm gì được anh. Em mò hết cách chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao với nữa? Cái tán em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. Trời em cũng bù đắp đó em. Dạ. Ví dụ làm đồ ăn, dọn ra ăn, thì xong quay qua quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chi? Đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm mà em thích. Dạ. Con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Anh cũng vậy nè. Dơ thì vợ em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi, Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Rồi, okay, mong là các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Nha. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Đúng không?